Hello anh em, nay tôi đi kiểm tra cái máy lạnh, nó nắng quá, nó đang bị thiếu lạnh. À, đầu tiên là vệ sinh rồi, thì hiện tại thì Phương mới lấy đồng hồ đi kiểm tra ga thì đây ha. Thì Phương đang xác định được nguyên nhân là do thiếu xíu ga, nên là giờ bắt đầu là Phương tiến hành nạp ga vô ha. Thì Phương quay cho mọi người coi cái thiếu ga mà nạp ga vô nha. Cái này là ga N2. Đây, mọi người cùng theo dõi nha, do nắng quá nhạc nhìn thấy gì. Rồi thì đầu tiên vẫn là câu chuyện cắm vô cái đường về để chúng ta kiểm tra ga ha. Thì đây Phương cho lên đây, đây nha. Rồi hiện tại nó báo chưa tới 60 nè ha. Thì dòng của nó là nó chạy mới có 9 chấm à, coi như 9 chấm đi. Thì hiện tại nó mắc của nó tới 11 lận. Nên là Phương tiến hành sạc thêm cho nó miếng ga. Đây ha. Rồi. Thì mọi người coi. Thì đây Phương đã chuẩn bị một cái bình ga đây. Đây ga default, ga ấn nha. Nè. Bên Phương này chỉ xài ga ấn thôi. Đó, ga R22. Ga ấn. Rồi, thì trước tiên chúng ta gắm cái sợi dây vàng nè, sợi dây vàng này nha. Vô trong cái bình ga. Gắm sợi dây vàng này vô nè. Đó, mọi người xem nha. Đó. Rồi thì sao cũng được, mình khi mà các bạn cái đường ống này nè, các bạn đã phải đảm bảo đừng có cho gió hoặc là gió nó còn ở trong đây nha. Nên là thường là anh em hay nói một câu là đuổi gió, nên mình cứ mở hết ra đó, các bạn mở hết ra nha. Đó, các bạn dặn ra một xíu thôi, các bạn dặn cái này nè cho nó xì nè, rồi đuổi gió ra đó. Các bạn dặn ra một xíu. Rồi, sau dặn lại. Rồi, mở hết ra. Rồi, dặn này lại. Thì ga 22 nên là chúng ta sạc lỏng hoặc sạc khí hơi đều được. Nên là Phương đây hiện tại đang chờ sạc bù nên là chỉ sạc hơi thôi. Thì đây ha. Sau khi chúng ta gắn vô rồi, chúng ta mở cái van này rồi, thì chỉ việc là quay vô dặn cái này. Nè, giờ Phương mở ra nè. Cho nó Phương mở ra nha. Đó, các bạn cùng theo dõi ha. Phương mở ra nè. Đó, cho nó vô. Do Phương vô khí nên là cái lỗ này không thấy, chứ mà nếu mà vô nạp lỏng á là cái lỗ này là thấy nè. Đó, nạp xí xì thôi, nạp từ từ vô nha, chúng ta không cần nạp gấp. Đó, do Phương dặn hơi lố tay. Đó, chúng ta cứ cho nó nạp ở cái áp từ 100 cho đến 120, chúng ta để về được rồi. Bao lâu mình canh lại. Đó. Mà thấy không? Nó vô được miếng rồi đó. Vô à. Tôi Đức Vương có nói đó là từ sau. Nó 60 cho đến 80 tùy theo. Đó là hiện tại là Phương sẽ nạp cho nó tầm khoảng 65. 65 là Phương sẽ ngưng. Và Phương sẽ đồng thời Phương sẽ theo dõi thêm cái đồng hồ này nữa. Nó lên mà tầm 11 là Phương sẽ ngưng, 10 chấm mấy là Phương sẽ ngưng ha. Đây. Đó. Đó, nó lên rồi đó mọi người. Đó, thấy không? Vừa thôi, cho nó nằm ở từ 100 cho đến 120. Mình vô từ từ vậy á, mình đừng có vô nhanh. Đó, mình vừa theo dõi ở đó, mình vừa theo dõi dòng dưới đây nữa. Đó, ha. Để đảm bảo được nó vô cho nó tốt, đừng cho nó quá. Đó, nó lên các bạn, thấy không? Nó lên đó, 9 chấm mấy rồi đó, 10 chấm mấy là thôi được rồi. Đây. Đó, giờ mình dặn lại nè. À,
bây giờ là nó nằm tầm khoảng gần 70 rồi, thì thôi Phương tiến hành chất ngưng đó, giờ cho nó chạy thôi. Phương cho nó ngưng được rồi, à dòng lên 10 chấm rồi. Đơn giản thôi các bạn, thấy không? Chỉ là vậy thôi á, anh thấy không? Đó từ 60 đến 80 các bạn cứ sạc vậy thôi, trước mình có nói đó. Nhưng mà trước các bạn sạc ra là các bạn phải lưu ý ha, cái vàng của mình là phải cho nó sạch. Đó, phải cho nó sạch nha, mình mới nạp chứ chuẩn. Cái này bữa trước Phương đã vệ sinh Phương làm rồi đó, thì mình cứ theo dõi. Nếu mà chút xíu nữa nếu mà nó tụt quá thì mình cho nó vô thêm một xíu nữa. Nè đây bạn thấy không, nó tụt rồi nè, nó đang chạy á, nó chạy nó tụt xuống rồi nè. Thời tiết giờ này nóng quá thôi mình cứ cho lên đi, không sao đâu. Chỗ mà đây nắng quá, nóng nóng kinh khủng. Đây, thấy không, nắng chói chang. Đây, quá nắng nè. Giờ Phương thấy nó xuống xuống xíu rồi, cái này nó không, cái này còn khoảng 65 thì Phương mở đây cho nó, cho nó chạy thêm xíu nữa, cho nó lên khoảng 70 đi. Đó, kèm theo lúc mà mình sạc mình về kèm theo nhớ nha, mình coi cái đồng hồ nữa, mình lưu ý cái đồng hồ một xíu. Ồ, cái đồng hồ nó tắt mất tiêu rồi, nó tự động nó tắt rồi. Để mở cái đồng hồ lên cái đó, nó là 10 chấm mấy rồi đó. Đây, đây đang là khoảng 60 mấy 70 này. Này các bạn, đó 60, chính giữa là 70, 80, đúng không ạ? Rồi, thì hôm nay mục đích của Phương quay cho các bạn hiểu đây là cái cách mà mình sạc bù ga như thế nào. Cái chuyện mà ví dụ như khi xưa bị xì gì đó thì do sạc chưa đủ gì đó, thì giờ nó nắng nóng quá thì chạy nó trời nắng, tốt nhất là nếu mà trời nắng này nha các bạn, sạc ra gọi là rất tốt nha. Đó, nó bữa đúng đúng thì giờ nó đang thiếu một miếng nên là Phương tiến hành Phương sạc vô. Thì hy vọng là video này dễ giúp ích được cho ai đang tìm hiểu ha. Rồi, Phương cảm ơn rất nhiều. Nếu cảm thấy thích video của Phương thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh Phương nha. Rồi, bye bye mọi người.